Chúng ta sẽ làm một số bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 nhé. Bài đầu tiên các em sẽ làm theo kiểu dạng bài tập là chúng ta sẽ chọn và bỏ đi một từ. Out, one out là bỏ đi một từ. Như vậy để làm được dạng bài tập này thì chúng ta lưu ý về cái cách mà phân biệt để chúng ta có thể chọn từ bỏ đi. Các em dựa trên những cái phần như sau. Ví dụ như là chúng ta dựa vào phần từ loại của chúng. Nếu như 4 từ mà có 3 từ là danh từ, 1 từ là động từ thì chúng ta sẽ bỏ cái từ là động từ đi. Đấy là nói về phần từ loại. Hoặc là chúng ta sẽ chọn theo chủ đề. Ví dụ như 3 từ nói về một chủ đề, ví dụ như gia đình chẳng hạn, còn 1 từ thì nói về chủ đề khác thì chúng ta sẽ bỏ từ đó đi. Bên cạnh đó thì có thể chúng ta có những cái phần khó như là phần phát âm thì ví dụ như 3 từ có cùng một âm giống nhau và một từ có một âm khác thì chúng ta sẽ chọn từ âm khác để bỏ đi. Bây giờ các em sẽ thực hành làm nhé. Tooth, răng, eye, mắt, head, đầu, aspirin là thuốc. Như vậy chúng ta thấy là 3 từ đầu tiên này là chỉ những cái bộ phận trên cơ thể của mình và đây là một cái danh từ chỉ thuốc, nó không có liên quan đúng không? Chúng ta sẽ chọn câu D để bỏ đi nhé. Abort, flu, dent, sand. Thì các em thấy ở đây tất cả đều là động từ và câu này thì nó hơi khó. Chúng ta có đây là động, tất cả các động từ này đều ở dạng quá khứ. Nhưng mà chúng ta thấy có động từ ở câu A này, câu B và câu D đúng không? Đây là các cái động từ bất quy tắc, có nghĩa là khi từ hiện tại đơn mà chuyển sang quá khứ thì nó biến thành một từ khác. Riêng có câu C là động từ dance, này là động từ thêm đuôi ed, thêm chữ ed ở cuối này, cho nên là nó khác loại với ba từ còn lại. Chúng ta chọn được câu C nhé. A beautiful, souvenir, interesting, colorful. Thì ở đây các em thấy là colorful. Thì chúng ta thấy là các cái tính từ như là beautiful này, đẹp này, là thú vị này, đây là có màu sắc này, đều là tính từ. Riêng có từ souvenir là danh từ. Như vậy thì theo từ loại như hồi nãy cô nói chúng ta sẽ chọn và loại bỏ câu B nhé. Tiếp theo nào, weather, summer, autumn, winter. Thì các em thấy này, đây là mùa đông này, mùa thu này, mùa hạ và đây là chữ thời tiết. Như vậy thì ba từ kia là chỉ các mùa trong năm, còn đây là nói về thời tiết thì chúng ta sẽ thấy là nó khác với ba từ còn lại. Chọn A. Who, how, why, this. Thì ba từ này là ba từ để hỏi, còn từ this này thì nó không phải, nó khác loại với lại ba từ còn lại, cho nên chúng ta sẽ chọn câu D nhé. Các em làm bài tập tiếp theo là choose the best answer. Chúng ta chọn câu trả lời tốt nhất để hoàn thành vào chỗ trống và chúng ta sẽ khoanh tròn vào câu đó. What are you going tomorrow? Thì chúng ta nhìn thấy là tomorrow là what are you going? Thì các em nhìn này, to do, do, did, doing. Thì đã có tomorrow thì không bao giờ chúng ta dùng quá khứ, đó là từ did được rồi. Mà you are going thì chúng ta thấy là nó giống như là cái thì tương lai gần đúng không? Hơn nữa lại có từ tomorrow. Và chúng ta nhớ là tương lai gần thì có là chủ ngữ to be going cộng với một động từ nguyên mẫu có to, cho nên nó sẽ là to do. What are you going to do tomorrow? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Thì chúng ta không thể dùng do nguyên mẫu và không thể dùng là doing ở đằng sau going được, cho nên các em sẽ chọn là A nhé. Day, swimming last Saturday. Vào thứ bảy trước thì họ đã đi bơi đúng không? Bởi vì chúng ta nhìn thấy là last là thứ bảy trước rồi. Vậy thì đây là thì quá khứ đơn. Chủ ngữ là day, các em bắt buộc phải chọn một động từ ở dạng quá khứ ở chỗ này nữa. Go là nguyên mẫu, going là thêm đuôi ing, went là quá khứ, goes là hiện tại thêm es. Cho nên chúng ta chỉ có một từ went là quá khứ, các em chọn ngay là C nhé. They went swimming last Saturday. He should go to the because he has a toothache. Cậu ấy phải đi đến gì đó bởi vì cậu ấy bị đau răng. Dentist, nurse, teacher, doctor, nha sĩ, y tá, giáo viên và bác sĩ. Thì trong phần này thì chúng ta từ câu C thì chúng ta không dùng được rồi đúng không? Vậy thì trong câu A, câu B và câu D chúng ta chọn câu nào cho hợp lý nhất? Thì thực ra thì các em có thể dùng là go to the doctor cũng được, bị đau răng thì đến gặp bác sĩ cũng được đúng không? Chúng ta không nên chọn câu B là từ nurse, hoặc chúng ta có thể chọn câu A là từ dentist cũng được nhé. Vậy trong câu 3 này các em có thể chọn là câu A hoặc là câu D đều được nhé. Cô có thể nói là A đi ha. She would go to the dentist. What's the matter? You? I have a cold. Câu hỏi này chúng ta đã học trong cái phần cấu trúc câu rồi đúng không? Tôi bị cảm. Vấn đề gì xảy ra với bạn vậy? What's the matter? Chúng ta có một giới từ chỗ này nữa. To, with, from, in. Và chúng ta chọn ngay được từ with. What's the matter with you?
How many seasons are chấm chấm in England? Đây là một câu hỏi, có bao nhiêu mùa ở nước Anh? Thì chúng ta hãy xem nhé. These, those, they, there. Vậy chắc chắn phải là how many seasons are there? Chúng ta chọn D nhé. It's often in the rainy season. Trời thường như thế nào đó vào mùa mưa. I'm sorry. Các bạn xem lại câu hai câu vừa rồi nhé. Chúng ta chọn câu D là there. How many seasons are there in England? It's often in the rainy season. Trời thường như thế nào đó vào mùa mưa. Chúng ta còn thiếu một từ ở chỗ này nhé. Cold, warm, rainy and sunny. Lạnh này, ấm, mưa và nắng. Thì trong đó thì có từ sunny là chúng ta không thể dùng được rồi. Từ warm thì thường mưa thì cũng không thể ấm được đúng không? Chúng ta cũng không dùng từ này. Vậy các em có thể dùng một trong hai từ đó là từ cold là lạnh hoặc là từ rainy là mưa. Và mùa mưa thì trời dĩ nhiên là có thể mưa này hoặc có thể là lạnh đúng không? Chúng ta có thể chọn A cũng được nhé. The weather like in spring. When, where's, when's, where's, who's, what's. Để hỏi xem thời tiết như thế nào vào mùa gì đó thì chúng ta sẽ hỏi bằng câu là What's the weather like in spring đúng không? Thời tiết như thế nào vào mùa xuân? Và như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô là what's câu D nhé. She always to school by bike. Cô ấy luôn luôn đi học bằng xe đạp. Thì chúng ta thấy chủ ngữ là she. Đây là thì hiện tại đơn. Các em phải chọn một động từ thường có chia. Went là quá khứ đơn của động từ go. Luôn luôn làm một việc gì đó thì cái hành động mà thường xuyên xảy ra thì đương nhiên chúng ta phải chia động từ ở thì hiện tại đơn, không được chia quá khứ, cho nên các em sẽ không lấy từ went như thế này nhé. Và chúng ta cũng không phải là thì hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta cũng không dùng là is going. Và động từ go thì chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, chúng ta cũng không dùng động từ go nguyên mẫu được, mà động từ phải thêm es, cho nên sẽ là goes. She always goes to school by bike. He chấm chấm football in the yard now. Bây giờ ở sân trường, bây giờ cậu ấy đang chơi bóng đá ở sân trường. Tại sao cô lại có thể biết được là đang chơi? Bởi vì chúng ta dựa vào cái từ now như thế này nhé. Từ này giúp cho chúng ta nhận biết được đây chính là thì hiện tại tiếp diễn. Chính là thì hiện tại tiếp diễn của động từ. Chỉ hành động đang xảy ra, từ now. Vậy thì đang xảy ra thì hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ có chủ ngữ, động từ to be và một động từ thêm đuôi ing, đúng không ạ? Place, động từ thêm s. Is play, hình thức này thì chúng ta không có dùng được ở trong câu nào cả. Playing thì còn thiếu động từ to be. Như vậy chỉ có câu D thôi, đó chính là is playing. The students often travel to school ...bike. Những bạn học sinh thường đi đến trường. Đây là phương tiện là xe đạp. Vậy chúng ta nhớ là trước một cái từ chỉ phương tiện đi lại thì chúng ta thường dùng một giới từ, đó chính là từ bike, đúng không? By, in, with, on. Và đương nhiên chúng ta sẽ chọn cho cô là A nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập ở dạng là sắp xếp những câu này theo thứ tự đúng để chúng ta được một bài đối thoại nhé. Bài này thì cô sẽ hướng dẫn trước cho các em về nghĩa và sau đó chúng ta tạm dừng video để tập làm. Yes, we did. We held it in the school yard. Có, chúng tôi đã làm, chúng tôi đã tổ chức ở trên sân trường. We spoke, told stories and sang songs in English. Chúng ta đã nói chuyện. Chúng tôi đã nói chuyện này. Đã nói nè, kể chuyện và hát những bài hát tiếng Anh. Did you enjoy it? Bạn có yêu thích, đã yêu thích nó phải không? Did your school hold an English speaking contest last Sunday? Chủ nhật trước thì trường bạn đã tổ chức một cái buổi thi nói tiếng Anh đúng không? What did you do there? Bạn đã làm gì ở đó? Yes, I did. It was interesting. Có và nó rất là thú vị. Chúng ta hãy tập làm trước khi cô đưa ra đáp án nhé. Và đây là phần đáp án của mình. Cô có thể chọn câu này là câu đầu tiên. Trường bạn đã tổ chức một buổi nói tiếng Anh tuần trước, phải không? Và chúng ta có thể trả lời là yes, we did. Đúng rồi, đúng không? Chúng tôi đã tổ chức ở sân trường. Bạn đã yêu thích nó phải không? Là câu số 3. Đúng rồi, tôi rất yêu thích. Nó rất là hay, rất là thú vị. Và câu 5 là bạn đã làm gì ở đó? Chúng tôi đã nói, kể chuyện và hát những bài hát tiếng Anh. Chính là câu 6. Thứ tự của chúng ta chính là như thế này. Các em tập đọc lại bài đối thoại nhé. Did your school hold an English speaking contest last Sunday? Yes, we did. We held it in the school year. Did you enjoy it? Yes, I did. It was interesting. What did you do there? We spoke,
told stories and sang songs in English. Chúng ta cùng làm một bài tập điền từ vào chỗ trống nhé. Nam và mẹ của Nam nói chuyện. I'm very... mom. Thì muốn biết điền từ nào, các em phải xem những từ xung quanh của câu trước, sau và những cả những câu phía sau nữa nhé. What's the... with you son? Chúng ta có thể liên tưởng đến cái câu, đến cái tình huống là bạn này, bạn Nam này đang bị bệnh, đúng không? I have a headache too. Bạn ấy bị đau đầu, đúng rồi. Cho nên câu này thì khi bạn ấy bị đau đầu, bị mệt thì chúng ta có thể nói là I'm very tired, mom. Con bị mệt, thưa mẹ. Chúng ta có thể dùng tính từ tired như thế này nhé. I'm very tired, mom. Con rất là mệt. What's the matter with you, son? Chuyện gì xảy ra với con vậy, con trai? I have a headache too. Và con bị đau đầu nữa. Thì phía trước này chúng ta có thể để ví dụ như là I have a bad cold, con bị cảm. Hoặc là I have a high temperature, con bị sốt chẳng hạn. Đó chính là con bị cảm hay con bị sốt và con cũng bị đau đầu nữa. You should some aspirin and you shouldn't go. Aspirin đây là thuốc, vậy thì con nên uống một ít thuốc đúng không? You should have some. Chúng ta dùng cho cô động từ have. Nên uống một vài viên thuốc. Và không nên đi ra ngoài đúng không? Các em sẽ dùng cho cô là go out. Không nên đi ra ngoài nhé. Trong bài tập tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp các từ này để tạo thành một câu có nghĩa nhé. Cho chúng ta những từ là going, we, to, are, Dawson, next weekend, visit. Thì đối với những dạng bài tập như thế này các em sẽ tạm dừng video để chúng ta tập làm trước nhé. Và cô sẽ viết được câu là we are going to visit Dawson next weekend. Và câu này có nghĩa là chúng tôi sẽ đi thăm Dawson vào cuối tuần tới. Câu số 2. Chúng ta có các từ là fly, he, the, wants, kite, to. Và cô có thể viết được là he wants to fly the kite. Và câu này có nghĩa là cậu ấy muốn thả diều. Chúng ta có doctor, see you the shoot. Thì đối với câu này chúng ta có thể viết là you should see the doctor. Hoặc em có thể viết là you should go to see the doctor. Chúng ta nên có động từ go ở đây nữa thì nó hay hơn nhé. Và câu này cô sẽ viết là you should go to see the doctor. Bạn nên đi đến gặp bác sĩ. My anything didn't mother buy. Và câu này cô có thể viết là my mother didn't buy anything. Và câu này có nghĩa là mẹ tôi đã không mua một thứ gì cả. There is warm spring in weather. Chúng ta có thể viết là the weather is warm in spring. Và câu này có nghĩa là thời tiết thì ấm vào mùa xuân. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập là đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi nhé. Read and answer. Last Sunday, Lan didn't go to school, but she went to her friend's birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, and bought some gifts and flowers. Then, she went to her friend's house. At the party, she ate a lot of cakes and drank short drink. She danced beautifully, sang many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They play many games such as hide and seek, skipping rope. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the evening. Chúng ta cùng xem đoạn văn nói gì nhé. Chủ nhật trước, Lan đã không đi học, nhưng cô ấy đã đi đến bữa tiệc sinh nhật của người bạn cô ấy.
Cô ấy đã thức dậy rất là sớm vào buổi sáng, đã đi đến cửa hàng và đã mua nhiều những món quà và hoa. Sau đó cô ấy đã đi đến nhà của người bạn mình. Ở bữa tiệc, cô ấy đã ăn nhiều bánh và đã uống những món uống, những thức uống nhẹ. Cô ấy đã múa rất là đẹp, đã hát nhiều bài hát và đã kể nhiều những câu chuyện thú vị. Tất cả những người bạn của cô ấy cũng ở đó. Họ đã chơi nhiều trò chơi như là trò chơi trốn tìm, nhảy dây. Họ đã rất là vui vẻ và yêu thích những cái trò chơi này. Cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc. Họ đã nói lời chia tay với nhau và đã đi về nhà vào buổi tối. Trở về nhà vào buổi tối. Thì trước khi vào phần trả lời câu hỏi, bên dưới này thì cô cũng nhắc cho các em thấy là trong đoạn văn này chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn của động từ để nói về những cái hành động, những cái việc làm mà bạn Lan đã làm trong chủ nhật tuần trước, đúng không nào? Lan đã không đi học, đã đến bữa tiệc sinh nhật và cô ấy đã làm những công việc gì cùng với người bạn của mình, và cuối cùng thì bữa tiệc kết thúc và cô ấy đã trở về nhà vào buổi tối muộn. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi nhé. Where did Lan go last Sunday? Chủ nhật trước thì Lan đã đi đâu? Thì chúng ta nhìn trên đoạn văn, chúng ta có thể tìm được câu trả lời như sau. Last Sunday, Lan didn't go to school, but she went to her friend's birthday party. Như vậy là cô ấy đã đi đến bữa tiệc sinh nhật của người bạn mình. Chúng ta có thể trả lời như thế này nhé. Câu trả lời có thể như thế này các em nhé. She went to her friend's birthday party. Cô ấy đã đi đến tiệc sinh nhật của bạn cô ấy. What did she buy for her friends? Cô ấy đã mua gì cho bạn của mình? Chúng ta cùng tìm trên đoạn văn. She got up early in the morning, went to the shop and bought some gifts and flowers. Cô ấy thức dậy vào sáng sớm, đi đến cửa hàng và mua một vài món quà và hoa. Và chúng ta có thể trả lời như thế này nhé. She bought. Bought này là quá khứ của động từ buy trong câu hỏi. Cô ấy đã mua some gifts. Some gifts là một vài món quà. And flowers và những đóa hoa. Đây nhé. What did she do at the party? Cô ấy đã làm gì ở bữa tiệc? Như vậy trong câu này thì chúng ta có rất nhiều những chi tiết để mình trả lời nhé. At the party, she ate a lot of. Này, ăn nhiều. Đúng không? A lot of cake, ăn nhiều bánh. Drank soft drink, uống những thức uống nhẹ. And she danced. Cô ấy múa này. Rồi làm gì nữa? She sang many songs, cô ấy hát. And told a lot of interesting stories. Và cô ấy còn kể những câu chuyện thú vị. Như vậy có rất là nhiều những cái hoạt động, đúng không? Và còn có nữa là gì? She play many games with her friends. Cô ấy chơi những cái trò chơi với bạn bè của mình. Vậy thì phần này chúng ta có thể kể vài hoạt động hoặc chúng ta có thể kể hết đều được nhé. Ở đây cô có thể đưa ra câu trả lời như thế này. She ate cakes. Cô ấy đã ăn bánh. Drank soft drinks. Uống những cái thức uống nhẹ. Danced. Thì chúng ta có thể nói là danced beautifully cũng được. Cô ấy múa đẹp cũng được. Mà cô ấy múa cũng được. Chúng ta dùng mỗi từ danced cũng được nhé. Các em dùng là dấu phẩy này. Xong rồi kể tiếp hoạt động là sang many songs. Hát nhiều bài hát cũng được. Hoặc là cô có thể để mỗi từ sang cũng được nhé. Cô ấy hát and told story và kể những câu chuyện. Thì chúng ta có thể nói là told interesting story, kể những câu chuyện hay cũng được. Hoặc chúng ta có thể lược bớt một số từ cũng được nhé. Đó là một câu trả lời rất là dài. Did they enjoy themselves a lot? Họ đã yêu thích những cái công việc này phải không? Thì đương nhiên là có rồi đúng không? Trên đoạn văn thì chúng ta thấy là they were very happy and enjoyed themselves a lot. Chúng ta trả lời là yes, they did. Như thế này nhé. When did they go home? Họ đã trở về nhà khi nào? Và chúng ta thấy trên đoạn văn là they said goodbye to each other and went home late in the evening. Họ đã trở về nhà vào buổi tối muộn. Chúng ta có thể trả lời như sau. Là they went home late in the evening.
They went home late in the evening. Họ trở về nhà vào buổi tối muộn. Như vậy là vừa rồi chúng ta làm xong một số những cái bài tập để bổ sung bài tập để chúng ta ôn tập nhé. Các em nhớ là ôn tập về phần mẫu câu, từ vựng làm bài tập và phần phát âm cũng như là các cái phần câu hỏi và trả lời để chúng ta có thể có được kết quả của bài kiểm tra tốt hơn nhé. Tạm biệt các em.